gửi những cái lời chào thân thương nhất đến toàn thể các bác đang xem video clip. Thì hôm nay shop em sẽ giới thiệu cho các bác về tổng bộ môn, tất cả các phụ kiện dành cho bác đi bẫy gà rừng. Đấy, shop bên em thì là chuyện một cái đơn vị mà cung cấp giò gà rừng rồi những phụ kiện bẫy gà cũng khá là lâu rồi. Nên là hiểu được những cái vấn đề mà các bác muốn tìm hiểu hoặc là tâm lý của các bác muốn sử dụng những cái bộ giò như thế nào. Thì trong video clip ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác về tổng thể tất cả những cái phụ kiện dành cho bác đi bẫy gà nhé. Thì mặc dù cũng đã giữa vụ gà rồi nhưng mà nhu cầu của các bác về những cái bộ giò vẫn đang tăng cao. Vì một cái bộ giò hay là tất cả cái phụ kiện bẫy gà thì các bác mua về các bác có thể chơi năm nay, hoặc là năm nay hết vụ các bác có thể để dành đến sang năm chơi, mà nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm cả. Đấy, nó không bị mai mọt, không bị mối mọt đi các bác nhé. Thế nên là các bác nhìn và tìm xem được một cái video clip, nhìn về những cái hình ảnh của những cái bộ phụ kiện bẫy gà đẹp thì các bác vẫn có thể đặt mua, năm nay sử dụng và sang năm sử dụng vẫn cứ được, đúng không ạ? Và xin giới thiệu cho bác về cái phụ kiện đầu tiên, đó là giò bẫy gà rừng. Giò trong chủ đề trong clip ngày hôm nay thì cái bộ giò em giới thiệu cho bác là một cái bộ giò cao cấp nhá. Giò này giò dạng đón, cáp xe 432 này các bác này. Đấy, giò dạng đón, cáp xe 432, các bác quan sát nhé. Cáp xe 432 thì cái đoạn chân đây đấy, thì sẽ là xe 4, đoạn bên trên này xe 3, và đoạn từ đây, đoạn từ giữa đến ngọn sẽ là xe đôi đấy. Và cái bộ giò cáp xe 432 này các bác còn hay gọi là giò bắp chuối đấy. Thì cái bộ giò này thì cần phải tìm đến một cái bác thợ rất là cao tay khi xe, vì xe không chuẩn thì nó sẽ rất là lộ và cái cáp nó sẽ rất là dễ bung. Thế nên là đây là em mới gọi đây là một cái bộ giò cao cấp. Đầu tiên là về chất lượng xe của cái cáp, và thứ hai nữa thì các bác quan sát nhé. Giò được sử dụng chân đồng, khoan 3 lỗ, và đồng là đồng nguyên, nguyên chất luôn. Này các bác nhìn này, đập dẹt chân đồng và nhìn chất đồng này, cực kỳ là đẹp và đặc như này, không pha một chút gì cả. Đấy, nó cao cấp từ cả đến những cái chiếc hoen. Các bác nhìn này, hoen là hoen sử dụng hoen đúc chứ không phải là hoen hoen hàn nữa rồi. Hoen đúc này. Đấy, hoen đúc này. Dây thì các bác xem, dây bên em sử dụng dây siêu bền nhưng mà dạng tròn, xe đôi. Đấy, chống rối và không bao giờ có vấn đề mà các bác sử dụng 3 năm mà bị đứt dây cả. Đấy, bảo hành cho bác nhá. Và đây nữa, thêm nữa đó là dây liên kết, dây suốt thì các bác nhìn đây, cũng xe đôi hết cả. Và tổng thể của một bộ giò này thì bên em đã nhuộm màu cỏ khô hết rồi. Và một bộ này sẽ gồm cái 20 chân. Một chân này của nó sẽ dài 12 cm. Đấy, các bác cứ quan sát và xem giới thiệu, em rất giới thiệu rất là kỹ cho các bác có nhiều sự lựa chọn. Một bộ giò này tổng thể các bác đo được 7 m nhé, khi các bác răng hết cỡ ra này, 7 m này các bác nhé. Và tiếp đến thì sẽ giới thiệu cho bác về cái phụ kiện thứ hai không thể thiếu, đó là một chiếc túi mồi. Túi mồi thì bên em sử dụng túi mồi may 2 lớp. Lớp bên ngoài thì sẽ sử dụng cái màu ngụy trang có cây lá khô. Hai bên hông thì sẽ có, mỗi bên có 3 lỗ thoáng. Bên trên sẽ sử dụng khóa kéo để các bác tiện sử dụng, mở ra mở vào một cách tiện nhất này. Và mỗi một chiếc túi mồi như thế này bên em sẽ gửi kèm cho các bác một chiếc cọc cắm. Đấy, và bên trong thì sẽ có một cái lớp vải rất là mịn màng như này, có thể vừa xách vừa đeo được, vừa xách vừa đeo được nữa các bác nhá. Đấy, túi mồi. Túi mồi thì tất nhiên là em sẽ gửi kèm các bác cả một chiếc cọc cắm. Và em cũng tiện báo giá luôn. Ví dụ như giò 432, giò cao cấp là bên em bán giá 250.000. Đấy. Số lượng, quên, giá thành sẽ giảm theo số lượng các bác nhá. Tùy các bác mua số lượng bao nhiêu thì bên em sẽ giảm đi. Và ít nhất thì từ 2 bộ trở lên là bên em sẽ có cái chương trình cho các bác. Đây là túi mồi thì là 130.000. Đấy, nếu các bác mua cùng phụ kiện, còn nếu mua riêng thì nó sẽ là 150.000. Còn đây là chiếc túi mồi, túi bổi này. Túi bổi bên em sử dụng cái túi bổi mà có dạng là để các bác đút được 2 chân gà nhé. Túi này hay các bác gọi là túi đựng gà rừng. Đấy, có dây đeo, dây sách đàng hoàng. Túi này thì rất là rẻ, có 15.000 thôi. Và tiếp đến phụ kiện không thể thiếu nữa, đó là những dây xích chân. Dây xích chân thì các bác quan sát này. Dây bên em sử dụng dây rất là to, khó đứt, và dây dạng tròn. Đấy, màu đen, có đợt màu đen, có đợt màu nâu như các bác nhé. Đấy, đạn chống xoắn, đạn đây. Đây là đạn chống xoắn. Đấy. Và cái tổng cái chiều dài của một cái chiếc dây này nó rơi đến 90 đến 1 mét. Là 1 mét cơ, rất là dài. Đấy, dây xích này.
Tiếp đến nữa thì xin giới thiệu ông các bác về những cái phụ kiện loa. Loa thì bên em đang cung cấp cho các bác rất là nhiều loại loa. Đấy, ngoài những cái dòng loa cao cấp trên thị trường thì đây là tổng thể ba cái mẫu loa mà bên em đang cung cấp cho các bác với cái giá tiền trung bình, và cái chất lượng của nó thì được khẳng định theo thời gian là các bác sử dụng rồi, có thương hiệu tên tuổi đàng hoàng. Thì đây là mẫu loa đầu tiên sẽ giới thiệu cho các bác này. Mẫu loa này là mẫu loa 898, đời mới nhất 2020. Mẫu loa có sử dụng chế độ Bluetooth và điều khiển là điều khiển sạc chứ không phải là thay pin. Và mẫu loa thứ hai ở giữa này, đây là mẫu loa 998. Mẫu này thì rất là nhỏ gọn, pin bền, chất lượng âm thanh không hề thay đổi. Và cái mẫu loa cuối cùng, mẫu loa này thì các bác quá là thân thuộc của các bác rồi, mẫu loa 898, ra đời 2019 và bây giờ đã là đời 20 của công ty Giam Giam. Thì có 3 mẫu loa để các bác có sự lựa chọn. Nếu bác nào có quan tâm về những cái mẫu loa riêng biệt, các bác muốn tìm hiểu kỹ hơn về 3 mẫu loa thì rất mong các bác sẽ ấn vào nút đăng ký kênh. Các bác có thể xem được rất là nhiều video về loa. Khi các bác ấn vào nút đăng ký kênh theo dõi thì bên em đã up rất là nhiều video clip về loa, hoặc là những cái video tiếp theo cũng sẽ nói về loa, chẳng hạn là như vậy. Đấy. Thì các bác có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận để liên hệ mua hàng, hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0376 253516 để các bác có thể đặt hàng một cách nhanh nhất và mua bán một cách thành công nhé. Đấy, rất cảm ơn toàn thể các bác theo dõi video. Và mong rằng sẽ được phục vụ toàn thể các bác trên toàn quốc, trên mọi miền Tổ quốc. Thì bên em sẽ ship hàng tận nơi cho bác. Các bác được đồng kiểm trước khi trả tiền. Có nghĩa là các bác mở hàng ra, các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy các bác nhá. Yên tâm về chất lượng của sản phẩm bên em. Đấy, xin chào và rất mong sẽ được gặp lại các bác trong video clip tiếp theo.